We win the cycle spell right now. Time to push Igbo. The Royal Zion here. No. Wrong. The last five only coming. It's a good game. What is the bug? Ah, Summon Master. Wait, Summon Master. I need Yulia. What is that? Araban. Summon Master. Rồi. Ở đây rồi, okay. Okay, stay here with me. Bây giờ bát đấy nhá.
อนาบานโอเค now fighting I'm coming Premier League nhiều bạn quá nhiều bạn còn biết thế nào ok we have Anaban Premier League đây cũng là dạng grid spam Ram Rider chúng ta có Infernal Dragon anh có anh có Common Tower chặn được Ram Rider mà đặc biệt có cái lock nữa các bạn đừng quên là lock là một thẻ bài mà reset lại cái dashboard của các play của các nấy nhưng lock lại không có tool reset cho các kiểu như kiểu là Sparky chẳng hạn nó chỉ đầy lùi thôi nó không cống giống như kiểu giáp mà bây giờ put the same time follow my way mình lần này cái deck này có mấy phiên bản đó là có poison sử dụng poison là fireball poison hiện tại người ta ít khi dùng poison vì cái tính năng hữu hiệu của nó sử dụng fireball hợp lý hơn bởi vì là nó sẽ giết magic archer mà đặc biệt là magic archer bây giờ quá nhiều Premier League anh ta đang càng kiểm soát khá tốt tuy nhiên đập Magic Archer fail Magic Archer phải lùi sang một ô bên trái chắc chắn là Mekana sẽ sử dụng để defend Worldbreaker hơn là việc mà sử dụng để defend hai con sử dụng để defend này Grand Rider vào trụ rồi, tiếp tục vào Bronze Tower xuất hiện. Chặn được. Rất tốt. Premier League anh ta đang kiểm soát game rất tốt. Chưa có Magic Archer trong turn này, bởi vì Magic Archer mà turn này thả ra thì nó hơi fail. Phía sau để defend Infernal Dragon cái đã. Nhưng bị Fireball rồi. Chưa sử dụng luôn luôn sử dụng Bronze Tower để chặn Grand Rider. Còn nếu bây giờ Ram Rider mà xuất hiện thì sẽ không cùng được phải sử dụng lock để Ram Rider lùi lại trong tuần vừa rồi không có đam không có đam lên trụ tuy nhiên là Goblin Spear kết nối rồi Miner cũng có một vài hit tiếp tục đổi hướng con Goldbreaker nó bị đứng lại bởi con Ram Rider bên tên bên kia bình thường vãi Double Mega Knight, how to defend this time? Magic Archer thì đang bắn vào buồng, bây giờ mà thả Ram Rider thì how to defend this turn? No way, how to stop? Respam, đúng nghĩa là respam. GG, well played rồi. Không kịp, không kịp bọn cháu ơi, không kịp. Viper Morten. Are you kidding me? Oh, Viper, exactly. Thank. Let's go. We have a good matchup right now. Let's go. Ah, Twig. Yeah, I know. He spec or spec his stream on mini account. Stream on mini account. It's good. I think it's good. The good. Good idea. Hmm.
come on, back Luca Flynn. No, sorry. We have a good matchup, a bad matchup, better than Luca vs Moten. Moten win, bro. Oh, Moten top one. Come on. You get higher kick line or two trophy. If like he win the matchup, he can get top one again. Prefer Muji. One vote for. Oh, Viper in game. Alaban in game. And Pompeo in game. Now Pompeo offline. One vote for. Not sure, bro. Uriya. It's Alaban get top one again. So I'm vote for Light. Match up and get top one again. Lightning. Yes, Muzi is Japanese. Thằng defense hay quá nhỉ. Kick line number one. Sam P. Hey, I'm from Indonesia. Welcome. Oh my god, double Echo Zion. How can you defend right now? We have a 10 second left. 10 second left. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, congratulations! Kick line against someone again. I'm waiting for kick line against Moten right now. It's a Korean player. Let's go. Ah. Mirror matchup. Who will win? Mirror matchup mà cất mấy cái trụ rồi thì đánh cái gì nữa. À không, bên này là không phải Mirror mà đây Dark Queen. Queen mạnh hơn. Queen mạnh hơn Dark Queen. Trong matchup này. Boom. Boom. Four. Three. Qua. Các cao khác Akamini. Xong rồi Battle, where are you?
Okay, let's go. Dead donation. Dead donation. Zone donate. Tap donation. No balance next season, bro. No balance. Okay, we have a Samuel Battle with more than. Congratulations, Samuel Battle. Start good. Good matchup. Now, anyone donation for me? Okay, we'll get notification on home screen. Let me test. Yeah. Let donation. Joshel. John. Won the game. No, it's a good game. Congratulations, Samuel Battle. You get tup. Number 5. I think a number 5 right now. Woo! Congratulations, Samuel Battle. And Araban Kalaz. Yes, no balance sign. December last year. And right now, no, you know, Supercell confirm every. No, we have 4 months. One balance. Nice. Okay. Oh, Osama lên vãi. Oh, Osama, Billionaire và Anaban. Amazing season, yes. Amazing. I'm very happy when I start live stream, man. We are watching the amazing matchup. Oh, Moten in Matu. Sorry, Moten is playing right now, but I need what this matchup Araban vs Osama. I think Osama win. One vote for Osama. Viper next game. I think he doesn't put air right now. I'm waiting for 5 minutes left. Viper playing Jelly. Viper playing Jelly. Đánh công hiến đấy. Viper. No. Flee. Kidding me. He's searching. Okay, one vote for Osama. How you know? I'm watching Moten live stream on Twitch, bro. Yes, Viper and Mohammed like the same trophy. Oh my god! I'm watching a history live stream, bro. No, he's streaming. Not finished. Okay. Exactly. Royal Hawk own way win, right? Electro Giant lining. Because Royal is human. Very good defense. And Zappy. Very good defense, Royal Electro Giant. No, he live right now. He live stream right now. He's streaming right now. One hit duck win. Don't worry about that. Some big push coming. I think I need 2 turn push more.
Right, Hawk too much damage. Too much damage, and Angel Zion cannot move. We have 14 minutes left. Who will win? Moten and Moten, Lai, Samuel Battle, Muji and Viper. Who will win minutes of one this season? Ooh, Lightning. Two less. Yes, 14 minutes left. 14. So congratulations, Osama Villarreal. You're a good matchup last time. Let me check.